Chiều qua Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 với tỷ lệ 463 trên 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 95,07% tổng số đại biểu. Theo đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay với việc bổ sung vào chương trình trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ Bảy tháng 6 năm 2024, theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự thủ tục rút gọn hai dự án dự thảo. Cụ thể là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 31-2024, luật nhà ở số 27-2023, luật kinh doanh bất động sản số 29-2023, luật các tổ chức tín dụng số 32-2024, Tên gọi chính thức của luật sẽ được Quốc hội xem xét quyết định khi xem xét thông qua dự án luật. Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Quốc hội quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hai dự án luật công nghiệp công nghệ số và luật điện lực sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10-2024. Cũng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua hai pháp lệnh, pháp lệnh chi phí tố tụng điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho hội thẩm. Pháp lệnh quản lý bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 2025, trình Quốc hội thông qua 12 luật, một nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật. Còn tại kỳ họp thứ 10 tháng 10 2025, Quốc hội thông qua 10 luật.